Xin chào anh chị ạ. Hôm nay chia sẻ tới anh chị về lịch ngày giờ tốt của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 8 năm 2023. Tháng 8 năm 2023 năm Quý Mão xét theo lịch tiết khí là tháng Tân Dậu. Thời gian là từ mùng 8 tháng 9 tới mùng 8 tháng 10 dương lịch. Thì để mà chọn ngày tốt thì chúng ta sẽ loại bỏ các ngày giờ đó là xung năm, xung tháng và xung tuổi, đó là ngày giờ Dậu, Mão, Sửu. Tiếp theo chọn ngày tốt chúng ta sẽ sử dụng các tiêu chí đó là quý nhân, thiên lộc, thiên mã, thiên can, địa chi, hợp. Tuổi Kỷ Mùi thì lấy quý nhân tại Thân và Tý, thiên lộc tại Ngọ, thiên mã tại Tỵ. Tam hợp là Hợi, Mão, Mùi anh chị nhá. Nhị hợp là tại Ngọ. Thiên can hợp là gì? Giáp hợp Kỷ, Giáp Mùi lấy quý nhân tại Giáp Mậu lấy quý nhân tại Mùi, tại Sửu và Mùi. Như vậy chúng ta sẽ dùng cả thiên can, Giáp và Mậu. Ở đây anh chị để ý một chút ngày Mão. Ngày giờ Mão là chúng ta sẽ loại bỏ. Đấy cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà chọn được ngày Ngọ nó rất là hay, cực kỳ là hay. Thiên lộc đấy, nhị hợp lục hợp tức là lục hợp thiên lộc. Cái thứ hai nếu mà chọn được ngày mà có thiên can giáp cũng rất là tuyệt vời. Đấy, khi mà thiên can mà lại hợp với địa chi, ví dụ như ngày giáp ngọ thì thực sự đây là một ngày phải nói là cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp luôn anh chị nha. Đấy, hai chữ giáp xuất hiện, hai chữ ngọ xuất hiện. Rồi tiếp theo chia sẻ với anh chị một chút về cái bảng này. Bảng này thì có ba hàng. Hàng thứ nhất là thời gian tính theo lịch dương 8 tháng 9, 9 tháng 9 cho tới mùng 8 tháng 10. Hàng thứ hai là thiên can địa chi của ngày đó. Đây là cái điều rất quan trọng, thiên can địa chi. Hàng thứ ba là các giờ sử dụng được trong ngày. Tất nhiên trong những cái giờ này thì chúng ta vẫn phải loại bỏ các cái giờ trên đây là một. Cái giờ nào mà nó xung với ngày là hai. Tiếp theo để mà chọn được ngày thì chúng ta sẽ loại bỏ ngày đầu tháng và ngày cuối tháng. Ngày mà nó chuyển giao tiết khí, những ngày mà khí nó hỗn độn, nó không thuần nhất chúng ta nên bỏ. Rồi tiếp theo, đầu tiên chúng ta sẽ tìm các cái ngày ở dưới đây. Các ngày thiên can địa chi như này, ngày nào xuất hiện địa chi như ở trên đây thì chúng ta tích vào. Ở đây chúng ta có Tý này, Tỵ này, Ngọ này, Thân Hợi này, Tý Tỵ Ngọ Thân Hợi này. Ngọ này, Thân này, Hợi này, Tý này, Tỵ này, đúng không ạ? Ngọ này, Thân này, Hợi này, Tý này, Tỵ, Tỵ, Ngọ này, Thân này, Hợi thì chúng ta bỏ rồi. Mặc dù ngày mùng 8 tháng 10 là ngày Kỷ Hợi nhưng mà chúng ta vẫn phải bỏ anh chị nhá. Đó là ngày cuối tháng. Rồi xong phần thứ nhất, phần thứ hai chúng ta đánh dấu. Nếu ngày nào ở đây là ngày Ngọ thì chúng ta đánh dấu hai lần vào. Tại vì sao? Địa chi Ngọ xuất hiện hai lần nó sẽ có hai cái tốt. Canh Ngọ này. Canh Ngọ này 9 xong đến 21 đúng không ạ? Canh Ngọ này. Rồi, canh Ngọ, Nhâm Ngọ và Giáp Ngọ. Tiếp theo. Trong các ngày địa chi ở trên đây chúng ta sẽ tìm các ngày nào mà có thiên can giáp và thiên can mậu chúng ta lại đánh dấu vào. Nó sẽ tăng thêm một cái điểm tốt nữa cho ngày đó. Canh, nhâm, ất, bính. Đấy. Tân, nhâm, giáp. Đây, giáp đây anh chị nha. Giáp phải đánh hai lần tại vì sao? Thiên can giáp xuất hiện hai lần. Còn như tại vì sao thì Tý lại giải thích với anh chị tiếp theo. Đinh, mậu. Đây, mậu đây. Để mà chọn được ngày mà có nhiều tiêu chí tốt thì nó không phải là đơn giản anh chị nha. Quý, giáp. Đây, thiên can giáp chúng ta đánh hai lần. Như vậy là xuất hiện ngày giáp ngọ. Một ngày cực kỳ là đẹp đối với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 nhá. Một ngày cực kỳ đẹp. Rồi bính thân. Rồi đánh dấu điểm gì ạ? Thì chúng ta phân loại thôi. Hạng 1 nó sẽ ưu hơn hạng 2. Đấy, hạng 1 hạng nào cũng dùng được nhưng mà sẽ phân ưu tiên hơn hạng 1. Ngày mùng 9 này. 9 tháng 9 ạ. 21 23 tháng 9, 21 23 tháng 9. Tiếp theo 27 tháng 9. Tiếp theo ở đây có ngày mùng 3 tháng 10. Tháng 10 tôi sẽ ghi đuôi số 10 để chúng ta phân biệt tháng 9 và tháng 10. Tại vì trong cái tháng 8, tháng Tân Dậu thì thời gian tính cái tháng 9 là nó sẽ nhiều hơn anh chị nhá. Anh chị hiểu là lịch tiết khí, lịch tiết khí thì nó bắt đầu từ mùng 8 tháng 9 tới mùng 8 tháng 10. Đó. Rồi hạng 2 đi. Những ngày còn lại đó là 11, đó là 14, 15, hàng thứ nhất đã xong, 11, 14, 15. Hàng thứ hai đó là bao nhiêu? 20, 26. 20, 26. Hàng thứ ba đó là mùng 2 tháng 10 và mùng 5 tháng 10. Đó rồi. Đó. Tiếp theo tôi giải thích nhá. Ví dụ tại ngày Giáp Ngọ đi, đúng không ạ? Giáp Ngọ giáp hợp Kỷ. Đấy. Giáp Ngọ này, Ngọ Mùi lục hợp này, Kỷ lục tại Ngọ này. Giáp hợp Kỷ, giáp lấy quý nhân tại Mùi, cực kỳ là hay luôn. Nếu mà phân tích ra Kỷ, Mùi với Giáp Ngọ thì rất rất nhiều điểm hay. Giáp Ngọ đây. Thiên can hợp địa chi hợp, đắc thiên thời, đắc địa lợi. Đấy. Giáp lấy quý nhân tại Mùi. Kỷ lấy lộc tại Ngọ, thiên can địa chi hợp xuất hiện cả quý nhân, xuất hiện cả thiên lộc trong cái ngày này. Thế nên ngày mùng 3 tháng 10 là một ngày rất đẹp trong tháng 8.
của tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1979 đó. Thì anh chị nên để ý, còn các cái ngày nào mà có hai dấu tích là ngày đó nó tốt hơn rồi, thì nếu mà được thì anh chị cứ ưu tiên dùng cái loại hạng 1 này. Rồi tiếp theo, sau khi chọn được ngày xong thì chúng ta sang chọn giờ. Chọn giờ thì nó đơn giản thôi, đầu tiên loại bỏ những giờ chúng ta đó loại trên đây, đó là Dậu, Mão, Sửu có không ạ? Ở đây không có, Ngọ thì chúng ta phải loại bỏ giờ Tý, Tý, Ngọ xung nhau. Anh chị ở đây để ý ở đây nhá. Khi mà giờ nó xuất hiện hai lần cũng là giờ đấy được tốt hơn, ưu tiên hơn. Đấy, nguyên tắc của nó là ngày nào giờ đó, ngày dùng được thì giờ chắc chắn dùng được, giờ về theo ngày. Ngày theo tháng, tháng theo năm, nó hay là năm quản tháng, tháng quản ngày, ngày quản giờ. Thế nên là cái ngày Canh Ngọ này, giờ Ngọ, giờ Dần rất là đẹp này. Tiếp theo sang ngày Nhâm Thân này. Ở đây chúng ta loại bỏ Dậu, Mão, Tỵ. À Dậu, Mão, Sửu, xin lỗi anh chị, Dậu, Mão, Sửu ở đây Mão chúng ta bỏ này. Thì còn các giờ còn lại chúng ta dùng bình thường. Các giờ còn lại thì tôi đã ghi trên đây rồi, anh chị chỉ việc cái thôi, tra thôi. Ngày 14 Ất Hợi, Dậu, Mão, Tỵ thì chúng ta Dậu, Mão, Sửu nhỉ, Dậu, Mão, Sửu. Đấy, Dậu, Mão, Sửu thì chúng ta bỏ. Đấy, Hợi thì chúng ta lại bỏ Tỵ nữa. Tỵ Hợi nó xung nhau đúng không ạ? Thì các giờ còn lại Hợi, Thân, Tý, Mùi, Dần chúng ta dùng được, tương tự ngày Bính Tý. Dậu này, Sửu này, còn lại các giờ là Tý, Hợi, Tỵ, Dần, Thân, Thìn chúng ta dùng bình thường. Tiếp theo hàng thứ hai, 20 ngày 20 Tân Tỵ đúng không ạ? Dậu chúng ta bỏ, Mão, Sửu không có đúng không ạ? À Sửu chúng ta bỏ, có Sửu đấy ạ. Tỵ, Dần, Ngọ, nguyên tắc là gì? Ngày nào giờ đó. Đấy, ví dụ ngày Tỵ giờ Tỵ. Tất nhiên có những cái thời gian mà đôi khi mình biết nó là hay, nó là tốt nhưng mà chúng ta không dùng được, thế nên nó cần phải có thêm một số giờ khác để chúng ta lựa chọn nó như vậy. Tiếp theo ngày Nhâm Ngọ, ở đây có Mão chúng ta bỏ này. Đấy, xem có Dậu, có Sửu không? Dậu, Sửu không có thì các giờ còn lại chúng ta dùng bình thường ạ. Ngọ thì chúng ta phải loại bỏ giờ Tý. Tiếp theo ngày 23 tương tự, Sửu bỏ này, Dậu bỏ này. Còn Thân, Mùi, Tý thì là các giờ dùng được. 26 Đinh Hợi, Dậu này, Mão là chúng ta bỏ này. Sửu không có đúng không ạ? Tỵ không có, Hợi, Dần, Ngọ, Mùi là các cái giờ tốt này. Tiếp theo đấy, ví dụ 21 đến 23 giờ đêm. Đấy, cái giờ đêm này thì biết làm cái việc gì. Đó, nhưng mà đôi khi vẫn có những công việc nó xảy ra giờ đó. Thì chúng ta cứ liệt kê thôi. Mậu Tý thì sao? Sửu chúng ta bỏ. À, Dậu, Mão có không ạ? Dậu, Mão không có. Tý, Mùi, Tỵ, Dần, Thân, Thìn đúng không ạ? Tiếp theo ngày mùng 2 Quý Tỵ. Dậu chúng ta bỏ, Mão chúng ta bỏ, Sửu chúng ta bỏ. Đấy, ngày Quý Tỵ thì có 3 giờ thôi, Tỵ, Thân và Tý. Ngày Giáp Ngọ rất là hay, tất nhiên vẫn phải loại bỏ đó là Sửu là một. Đấy, Sửu là một, Sửu Mùi xung nhau, Sửu Ngọ hại nhau. Tiếp theo có Dậu, có Mão không có. Ngọ, Mùi, Dần, Thân, Tuất là những giờ dùng được. Anh chị để ý ngày mùng 3 tháng 10 nha. Một ngày rất đẹp đối với tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979 trong tháng 8 năm 2023. Tiếp theo ngày mùng 5 tháng 10, Thân, Dậu, Hợi, Tỵ, Tý. À, Thân, Dậu, Hợi, Tỵ, Tý, Dậu chúng ta bỏ, còn lại là Thân, Hợi, Tỵ, Tý, Thìn là chúng ta sẽ dùng được đó. Tức là cái bảng này tôi trả lời cho anh chị hai câu hỏi. Ai, thời gian nào và thêm một cái yếu tô nữa rất là quan trọng thì anh chị cũng phải xem xét thôi. Anh chị phải xem xét cái này thì để tra bảng thôi anh chị nhé, để tra bảng thôi. Đó là gì? Sự việc. À, sự việc gì? Phải có sự việc gì đúng không ạ? Ai, thời gian nào, nếu không có công việc thì thời gian nó sẽ trôi qua một cách vô ích. À, chúng ta không biết ai và ai cả. Đó, phải có sự việc mới có người nổi tiếng. Tiếp theo là gì? Và sự việc phải gắn lại với thời gian thì mới có lịch sử. Đó. Rồi tôi ví dụ cuối năm đi, vẫn là một chuyện cưới hỏi đón dâu đi. À, khi mà chúng ta biết chúng ta muốn làm một cái việc gì đó, ví dụ như việc cưới hỏi đón dâu, thì chúng ta cần tra sách ngày tốt. Cái ngày đó nó hợp với những cát thần gì và kỵ những cái hung thần gì. Khi mà cát thần hợp mà nó nhiều, cát mà nó nhiều, hung mà nó ít ấy, thì chúng ta xài được cái việc cưới hỏi đón dâu. Chứ không phải cứ cái cát thần này là hợp với tất cả các việc, mà nó sẽ hợp cho một cái việc nào đó. Cứ phải không phải là hung thần này mà nó kỵ tất cả các việc, mà nó chỉ kỵ một việc nào đó. Đấy, ví dụ như là việc cưới hỏi đón dâu, thêm một cái việc nữa đi. Giả sử như là nhập trạch khai trương hoặc là giao dịch ký kết hợp đồng mua bán đi. Đó, giao dịch ký kết hợp đồng mua bán thì cần là ngày trực mãn. Đấy, mãn là gì? Mãn là đầy, mãn là tràn trề, mãn là thành công mỹ mãn vân vân. Thành được này, khai là khai mở, là khai trương vân vân. Thiên nguyện này, dân nhật thì ngũ phú này, phú là giàu có các thứ đại khái thế. Ngũ hợp này, lục hợp này. Đó. Rồi kỵ ngày trực bình thu nguyệt phá kiếp sát tai sát, gần như là cái bộ kiếp sát tai sát này gần như nó không ưa việc gì. Nguyệt hình, nguyệt yếm, ngũ mộ đại thời thiên lao tiểu hao đấy. Ngày ký kết hợp đồng mua bán gặp tiểu hao không tội ổn lắm đâu. Thiên tặc tứ hao tứ cùng ngũ lễ, ngũ ly tứ phế cửu không vân vân. Thì cái vấn đề liên quan đến sự việc gì thì chúng ta bắt buộc phải tra bảng anh chị nha, tại vì cát thần và hung thần nó luôn luôn xuất hiện và luôn luôn đan xen.
Chỉ cần chúng ta hiểu được cái bản chất. Bản chất là cái việc này nó cần những cái cát thần này tốt và nó kỵ hung thần này nhiều. Khi mà cát thần tốt nó phù cho cái việc đó nhiều và hung thần kỵ việc đó nó ít đi thì chúng ta dùng. Đó. Còn trên tinh thần là các cái ngày tốt, giờ tốt tôi chọn cho anh chị là cơ bản gần như dùng được khá là nhiều việc. Tôi ví dụ thêm một ít nữa. Đúng, hiện tại chúng ta đang chọn ngày theo tiêu chí là quý nhân thiên lộc thiên mã. À, rồi là thiên can địa chi hợp. Vậy thì tôi ví dụ trường hợp lục hợp mới lại ngũ hợp đi. Lục hợp tức là địa chi lục hợp. Địa chi lục hợp thì có 6 cặp Tí Sửu này. Tí Sửu này, Tí Sửu này, Dần Hợi này, Mão Tuất này, Thìn Dậu này, Tị Thân này, và Ngọ Mùi này. Ví dụ tuổi Mùi thì chính là lục hợp với Ngọ. Nghi ngày mà lục hợp chúng ta có thể làm những việc cầu tài, khai thị, giao dịch, kỳ phúc, cầu tự, giá thú, đính hôn, lục lễ, xuất hành, ăn sáng các, vân vân. Đó là ngày lục hợp, địa chi lục hợp. Thế khi mà gặp ngày thiên can ngũ hợp thì sao? Đây. Tiếp theo, thiên can ngũ hợp cũng là cầu tài, khai thị, giao dịch, kỳ phúc, cầu tự, giá thú, đính hôn, lục lễ, xuất hành, ăn sáng các, vân vân. Rồi đó. Tiếp theo, anh chị khi mà anh chị chọn ngày giờ tốt thì anh chị nên tham khảo thêm một cái vấn đề nữa, đó là gì? Ngày hoàng đạo hắc đạo, nhị thập bát tú của ngày đó, thập nhị kiến chử của ngày đó. Thì về cơ bản khi mà anh chị tra sách một cái sự việc đó gì đó thì nó sẽ có xuất hiện hoàng đạo hắc đạo, nhị thập bát tú, 12 kiến chử. Đó, để chúng ta tăng thêm cái quyết định của chúng ta chọn cái ngày giờ đó anh chị nhá. Rồi, xin chào, xin cảm ơn, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của anh chị.